Chị ba, còn cái vụ mà sinh nhật gì á, hôm bữa chị em mình bàn đó. Hôm trước á, mình bàn là đâu có chuyện anh hai về đâu. Bây giờ anh hai về đây rồi, làm sao đây ta? Chắc là anh không có chịu tham gia đâu. Lỡ mà trong buổi tiệc á, anh nói này nói nọ, mắc công gì nghe rồi gì buồn nữa. Trời ơi, sinh nhật 50 tuổi quan trọng lắm đó. Giờ sao chị? Cũng đúng ha. Thì để từ từ chị nói chuyện lại với anh hai coi sao. Mà Phương nè, em chỉ cần làm lành với anh hai để anh bớt giận là được. Thôi được rồi, em nhất định sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm lần này. Vậy là ngoan đó. À nè. Dạ. Sinh nhật của dì, em tính nấu chè trôi nước hả? Sao chị biết hay quá vậy? Tất nhiên rồi, dì của mình á hả, thích nhất là món chè trôi nước mà. Sinh nhật của dì thì phải tặng cho dì món gì mà dì thích nhất đúng không? Em á hả, em sẽ nấu chè trôi nước mà chè trôi nước ngũ sắc cả nhà. Đảm bảo là vừa ngon mà vừa đẹp nữa. Em không để ý, mỗi lần mà dì buồn á, lúc nào dì cũng nấu chè trôi nước hết á. Bộ cái chuyện đó thiệt hả? Hôm trước chắc là dì không gặp được người dì muốn, nên là dì về nhà làm chè trôi nước liền luôn đó. Chị ba, có phải chị nói là hôm trước chị đi gặp cái người giống anh An đúng không? Em cũng biết nữa hả? Biết chứ sao không. Lúc mà dì nói chuyện với khách á, em cũng có nghe chứ bộ. Chẳng qua làm giả bộ em không biết thôi. Lúc đó dì về hả, em cũng đâu dám hỏi đâu. Em sợ dì buồn. Phải chi năm đó anh hai với chị đừng có đánh lộn với An thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Thôi, chị ba đừng có tự trách mình nữa. Lúc đó anh em tụi mình còn nhỏ xíu à, đâu có biết gì đâu. Mày có biết mày bao nhiêu tuổi rồi không? Bao nhiêu năm không làm được tích sự gì hết. Mà nói sao, ba ra ngoài mà coi coi danh tiếng của con ai mà không biết tới. Ai cũng nể con hết á. Mấy cái khoản ăn chơi của mày có cái gì mà đáng tự hào? Đáng lẽ tao định để cái cơ hội làm việc với Fuji lần này để cho mày thể hiện năng lực, cho người ta không nói ra nói vào mày là một thằng phó tổng bù nhìn. Tao đâu có ngờ suýt nữa bị mày phá hoại hết. Thôi được rồi, con sao bằng cháu ngoại của ba. Ba cứ đi trọng dụng nó đi. Nhưng ba đừng có quên, nó có dòng máu của thằng Sử Khanh đốn mặt đó. Tao chỉ nhìn việc, không nhìn người. Tao sẽ tuyển cho mày một trợ lý giỏi. Trong thời gian tới, nếu mày không cố gắng, không những tao hủy bỏ chức phó tổng của mày, mà trong tờ di trúc sau này cũng không có tên của mày nữa. Ba, ba, ba. Ủa, cái gì mà toàn tiếng Anh không vậy? Khóa học ngắn hạn ở Singapore, bộ chị ba tính đi học hả? Ừ, tự nhiên chị muốn nghỉ một thời gian tham gia một khóa học ngắn hạn. Chị ba đúng là siêng thiệt á nha. Em ngưỡng mộ chị quá. Em á hả, làm biếng muốn chết luôn. Tốt nghiệp xong cấp 3 hả, là thiệt mừng hết lớn rồi. Đâu có siêng đi học như chị đâu. Em đó, tối ngày cứ dậy hỏi sao chị không la rầy. Học nhiều á thì mình sẽ có thêm nhiều kiến thức mới. Vậy chị ba tính đăng ký đi học hả? Ừ, nhưng mà học phí hơi cao. Chị phí ăn ở tới 6 tháng lận. Chị sợ là chị không đủ tiền. Nè em nhìn nè, chị phí cao lắm đó. Em cũng nghe bạn em nói chị phí mắc lắm. Ủa gì? Con muốn học thì cứ đăng ký học đi. Bây giờ con chưa lập gia đình, chưa vướng bận gì hết thì con cứ học, khỏi lo vấn đề tiền bạc. Dạ hả? Thôi dì, con cũng lớn rồi, con tự lo cho mình được mà. Con không dám nhận tiền của dì đâu. Ai nói là dì cho con tiền? Là tiền của con đó. Tiền của con? Gì? Tiền nào của chị ba vậy? Tiền sinh hoạt phí của con đưa cho dì từ hồi con mới đi làm tới giờ. Mỗi tháng con đưa cho dì bao nhiêu là dì còn giữ nguyên đó, phòng khi sau này con có chuyện gì cần. Trời, chị ba, vậy là nhiều lắm luôn á. Dì à, dì con đúng là số 1 á. À, phải rồi ha. Dì, con làm ở quán phở 3 năm rồi đúng không? Vậy là mỗi tháng con cũng được nhiều tiền lắm á.
Bây giờ con cũng đang khó khăn lắm á dì. Hay là dì cho con trước đi, con cũng đang cần tiền đi thi á dì, cho con nha. Nha. Cô đừng có mơ. Cô đi học đi, tôi lo hết. Còn cho tiền thêm nữa đó. Dì này, lúc nào cũng thiên dị, ăn hiếp người ta không à. Con ghét dì. Đi nấu cơm đi. Nhỏ này. Chú biết là con có năng lực. Chú chỉ tạo cơ hội cho con phát huy thôi. Dù chủ tịch hơi thiên dị, có thể do con là cháu ngoại, thằng Hải mới là đích tôn của dòng họ, nhưng không có nghĩa là con không có cơ hội. Bằng chứng là hôm nay chủ tịch đã đề bạt con vào chức phó tổng giám đốc. Chú chỉ muốn có một người thừa kế xứng đáng để đưa tập đoàn mình phát triển. Con cố gắng lên. Dạ, con sẽ hủy ngày phép, đi làm lại từ ngày hôm nay. Bên Fuji tuần sau họ mới qua mà. Con cứ việc nghỉ phép xong rồi trở lại bắt tay vào việc cũng được mà. Con muốn mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gặp đối tác. Với lại con đang có ý tưởng cho dự án mới, con cần có thời gian nghiên cứu để tìm hiểu thêm. Dù bây giờ chú cũng phần nào đoán được ông Yamamoto vì sao lại đồng ý hợp tác. Ông ấy và con đều có một điểm chung, đó là đặt công việc lợi ích công ty lên hàng đầu. Con dựa vào điểm đó mới có thể thuyết phục được ông ấy đổi ý. Dạ. Sao bà cháu ngoại của ba? Bà cứ đi trọng dụng nó đi, nhưng bà đừng có quên, nó có dòng máu của thằng Sử Khanh Rú Mụn đó. Dạ, mời em uống trà. Ừ. Nãy giờ chị làm cái gì ở trong? Sao thấy chị lục đục hoài vậy? Dạ, tôi pha cà phê cho cậu Quân. Ngày nào mà cậu ở nhà thì tôi cũng phải pha cho cậu một ly cà phê. Cậu Quân á, thiệt là giống ông chủ ngày xưa, cứ lo làm á, đêm nào cũng thức khuya. Dạ, xin phép ông. Ừ. Mấy năm không gặp, thấy em trưởng thành hơn xưa nhiều lắm. Dạ, em mới vừa được nhận vào vị trí trưởng phòng kinh doanh cho một công ty xuất khẩu. Tuần sau em cũng thuê căn nhà ở gần chỗ thầy đó. Vậy dễ gặp nhau cuối tuần à nghe. Dạ. À, nhà mới bán hay sao mà em dọn? Ờ, chỉ có một mình em dọn tới nhà thuê thôi. Vậy à, nhà em có chuyện gì à? Dì Diệu có khỏe không? Ủa, tại sao thầy biết dì Diệu của em? À, cũng tình cờ đó em. Mà dì Diệu như thế nào rồi? Dạ, chính vì bà vẫn khỏe cho nên em mới dọn đi. Mấy năm ở xứ người, em học được rất nhiều thứ, nhưng người em mang ơn nhất chính là thầy. Năm đó em bị trường học bổng, nếu như không có thầy giúp đỡ, em đã không thực hiện được ước mơ sự nghiệp của mình rồi. Ê, mấy năm nay ở bệnh, em có chuyện gì quay à? Cho nên tới hôm nay em mới dành dụm đủ tiền. Thầy à, thầy cho em số tài khoản nha, em chuyển khoản để gửi lại cho thầy. Thực tình em cảm ơn thầy nhiều lắm. Không không không, thầy không dám nhận đâu. Ồ, sao được thầy? Thầy cho em mượn thì em phải trả chứ. Thầy xin lỗi em. Thật ra thầy đã gạt em. Bây giờ em đã ăn học thành tài, thầy xin mạn phép nói sự thật. Số tiền hồi xưa thầy cho em mượn là của dì Diệu. Ờ, dì Diệu biết chắc rằng em sẽ không nhận. Nếu biết rằng số tiền đó là của dì Diệu nên dì Diệu mới nhờ thầy. Chuyện gia đình của em thầy không tiện xen vào, nhưng cho tới bây giờ cái câu mấy đời bánh đúc có xương
không phải là không thực tế, nhưng theo nhận định riêng của thầy thì dì Diệu là một người phụ nữ tốt và nhân hậu hiếm thấy. Dì Diệu biết chắc rằng em sẽ không nhận. Nếu biết rằng số tiền đó là của dì Diệu nên dì Diệu mới nhờ thầy. Anh Hai. Anh mới về hả? Anh Hai, bữa nay anh Hai phỏng vấn được không? Anh được nhận vô làm rồi. Thiệt hả? À, trời, anh, nếu mà dì biết được dì vui lắm á. Dì ơi, dì ơi, anh Hai đọc phỏng vấn, có việc làm được kìa dì. Vậy hả? Anh Hai thiệt là tài giỏi quá. Theo nhận định riêng của thầy thì dì Diệu là một người phụ nữ tốt và nhân hậu hiếm thấy. Thấy tôi cũng không chào hỏi một tiếng nữa ha. Vậy rồi lúc đi làm ai mà mình không thích thì không thèm nói chuyện, không chào hỏi một tiếng hả? Anh Hai. Thưa dì. Cơm nước gì chưa? Dì có chừa đồ ăn trong bếp đó, hầm nóng lại rồi ăn đi. Tuần tối với thầy rồi. Anh Hai, anh Hai. Lúc nào cũng vậy á. Phương. Dạ. Anh Hai cũng xin vô làm công ty nào, con có biết không? Anh không có nói, với lại con cũng không có hỏi. Với lại hồi trưa con với anh cãi lộn nên con đâu tiện hỏi ảnh đâu. À, gì, gì? Hay là bây giờ vậy ha? Con lấy cái chai nước sâm ở trong tủ lạnh á, con giả bộ đem vô cho ảnh, xong rồi kiếm cớ hỏi cho gì chịu không? Nhanh đi. À, nhưng nếu mà còn hỏi được á, chị phải cho con tiền nữa nha. Anh nghe nè, hồi nãy anh điện em còn giận hay sao mà tắt máy vậy? Ủa, anh biết rồi mà còn hỏi. Anh xin lỗi do anh nhiều việc quá. Bây giờ anh tới nhà em liền đi, em sẽ tha thứ cho anh. Bây giờ thì không được rồi, để bữa khác anh bù cho em sau nha. Vô đi. Ông ngoại. Ngoại có đem cà phê cho con nè. Dạ, con cảm ơn ngoại. Ngoại ngồi đi. Con đang làm cái gì đó? Dạ, con đang lên ý tưởng cho dự án mới thôi. Vậy à? Mấy hôm lên Đà Lạt nghỉ dưỡng, con có một vài ý tưởng mới, cho nên con định tranh thủ hoàn thành sớm để trình bày với hội đồng quản trị luôn. Dù bây giờ con đã là phó tổng giám đốc, nhưng con nên nhớ, chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Nếu con làm không tốt, ngoại sẽ cắt chức con. Dạ, con biết rồi ngoại. Con sẽ cố gắng hết sức, không làm ngoại thất vọng đâu. Mà nè, làm cái gì thì làm, cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Sao? Lúc này con còn đau đầu nữa không? Dạ, nhiều lúc căng thẳng thì con cũng đau trở lại, nhưng mà uống thuốc nghỉ ngơi một chút thì cũng hết. Ngoại chỉ sợ con làm việc căng thẳng quá rồi lại tái phát bệnh như hồi nhỏ. Con cũng có đi khám định kỳ mà ngoại, bác sĩ nói là con không sao. Mẹ con á, chỉ có một mình con, ngoại phải chăm sóc tốt cho con. Nếu không á, ngoại sẽ có lỗi với mẹ con. Từ nhỏ tới lớn, ngoại luôn thương yêu dạy dỗ con. Nếu không có ngoại, có khi bây giờ con vẫn còn là một đứa tâm thần. Là do thằng khốn nạn đó thôi. À, mấy năm nay con có gặp lại nó không? Dạ không ngoại, con cũng không quan tâm. Tuy con không còn ký ức gì về ổng, nhưng với những gì mà con nghe mọi người nói về ổng thì ông không xứng đáng làm ba của con.
con làm việc tiếp đi. Quay về phòng nghỉ đây. Dạ, Hoài ngủ ngon. Ừ. Sao tự nhiên bữa nay thay đổi ngọt ngào dữ vậy? Em mà lúc nào em không dễ thương, đáng yêu. Tại hồi trưa chứ bộ, anh hai la em cho nên mới gây chứ bộ. Nhưng mà bây giờ em đã hết giận anh hai rồi. Anh hai, ngon không vậy? Ngon, em nấu hả? Em nấu mà ngon được vậy hả? Anh hai uống hoài mà còn không biết ai nấu nữa. Anh hai, ngày mai là sinh nhật 50 tuổi của dì. Tụi em, cậu Út, dì Thu đang lên kế hoạch hổn rày, tính tổ chức bất ngờ cho dì. Ờ, vậy hả? Anh hai, hay là anh hai dự nha. Mai mốt anh hai cũng dọn đi rồi, coi như ăn với dì bữa cơm. Nếu như mà anh không thích á, hay là tối mai anh đi đâu chơi với bạn bè đi ha. Khi nào mà tiệc tàn á, em sẽ điện kêu anh hai về. Chứ anh hai ở nhà mà anh không dự, dì buồn lắm á. Anh sẽ dự. Hả? Hai đứa chuẩn bị quà gì chứ? Anh góp tiền mua chung. Cái gì? Hả? Anh nói thiệt hả? Anh nói thiệt hả anh hai? Anh hai không nói xạo hả? Nè, mặt anh gì giống nói xạo hả? Bà khổ chị ơi. Vậy là anh hai nói thiệt hả? Vậy thì ngày mai em sẽ tự tay mình làm một cái bánh sinh nhật thật là đẹp cho dì. Còn chị ba hả, cũng chọn quà cho dì rồi đó anh. Anh hai, anh mua cái gì cũng được hết á. Em đảm bảo là dì thích liền à. Đúng rồi đó anh hai. Em nghĩ chỉ cần quà của anh hai tặng á, là dì vui lắm rồi. Anh thực sự là không biết mua cái gì hết. Hay là chi phí bữa tiệc ngày mai để anh lo. À, vậy thì em sẽ chạy ra, em mét với dì là tiệc ngày mai là toàn bộ do anh hai tổ chức nha. Dì mà nghe anh hai tổ chức sinh nhật cho dì, trời ơi, chắc là dì vui lắm á. Em đi nha. Nè nè Phương. Dạ. Nè, là tụi em tổ chức, anh chỉ góp phần hùng thôi. Nè, hai cái này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, đừng có tự ý nó tào lao nha. Nhưng mà thôi, mình cứ nói theo ý anh hai đi. Miễn là cả nhà cùng ăn sinh nhật của dì là vui rồi. Thôi được rồi, chỉ cần anh hai tham gia là được. Em sẽ không nói gì hết, được chưa? Chỉ cần ngày mai anh hai vui vẻ dự sinh nhật của dì là được rồi. Anh hai, bữa nay anh hai phỏng vấn ở công ty nào vậy? Anh sẽ làm trưởng phòng kinh doanh của công ty xuất khẩu giày New Style. New Style? Anh, công ty này là của chú Quý đó. Công ty này nổi tiếng lắm. Sao anh hai không chịu nói sớm gì hết trơn vậy? Chú Quý hả? Quý gì của mình lắm á. Có khi á hả, dì chỉ cần nói một câu thôi, anh hai không cần phỏng vấn cũng đậu luôn đó. Nè, bộ chú Quý với dì Diệu chỗ này thân thiết lắm hả? Chú với dì gặp lại nhau từ lúc mà chú mới về nước mở công ty. Lúc đó anh hai đi du học rồi. Chú bận lắm, thỉnh thoảng có ghé quán phở ăn, trò chuyện với dì thôi. Hồi nãy nè, dì mới hỏi em là anh hai làm công ty nào. Thôi vậy đi, bây giờ em chạy ra em nói cho dì nghe. Dì á, chỉ cần điện cho chú Quý một câu thôi là được rồi. Nè. Nữa gì nữa. Em không được nói với dì, anh làm ở công ty chú Quý, rõ chưa? Sao kỳ cục vậy anh hai? Mình quen biết mà, dù sao cũng sẽ dễ hơn cho anh chứ. Anh muốn dựa vào năng lực của mình, anh không có thích mấy chuyện nhờ vả như vậy. Không sao đâu anh, em biết tính gì, cũng muốn tụi mình tự cố gắng mà, dì cũng không có nhờ chú Quý đâu. Nhưng mà anh không thích. Dì có hỏi á, cứ nói là anh làm ở công ty xuất khẩu nào đó là được rồi. Dạ, em biết rồi.
em không có nói đâu, được chưa? Nè, bắt đầu từ nay về sau em có muốn cái gì thì nói với anh. Anh đảm bảo sẽ không từ chối bất cứ lời yêu cầu nào của em đâu. Anh nói thiệt không đó? Anh không bao giờ nói hai lời, anh thề với em luôn á. Nhưng mà em nghe nói á, bà vợ của anh á ghen dữ lắm. Lỡ đâu bà phát hiện ra em rồi bà xử luôn hai đứa mình thì sao? Anh nói cho em biết, đừng có lo nữa. Anh đó hả, anh ngán cái bà chàng đó tới tận cần cổ của anh rồi. Anh nói thiệt với em đó. Tận cần cổ hả? Tận cần cổ hả? Tụi mày nữa, biết tụi chồng tao hả? Chạy hả mày? Đứng lại coi. Buông ra. Chạy nhanh đi. Buông đi. Không phải lắm rồi hả? Thôi. Ê, mày có coi cái clip đánh ghen hôm qua không? Gì? Mày biết không? Cái bà Lệ Thanh này á. Con đưa đây cho gì? Ngày xưa nổi lắm, bây giờ xuống sắc rồi mẹ ơi. Mà ông chồng là đại gia nữa chứ, biết bao nhiêu đứa trẻ trung mơn mởn mồi chài ổng. Ổng không ngoại tình mới lạ. Mà hình như là bả là đời vợ thứ ba của ổng á. Bởi vậy lấy chồng nghèo nghèo á coi bộ yên tâm, chứ lấy mấy ông đại gia tối ngày lăng nhăng bồ bịch mất mệt. Bởi vậy mà chị, còn con gái như chị có bộ khỏe hơn ha. Mày mới nói cái gì? Còn con gái như hai chị mình? Ừ. Trời ơi, chị nói với tao là mày còn con gái thôi nha bà. Chị này, mình còn con gái thì mình nói mình còn con gái có sao đâu. Không được, còn con gái gì mà già chát như tao với mày chị vậy này. Hiểu không? Còn con gái mà già như tao với mày là không thằng nào đụng vô, hiểu chưa? Mày phải nói là độc thân, không thôi là ở không. Hiểu không? Mà mày không nghe cái câu thà khóc trong xe hơi còn hơn cười sau xe đạp hay sao? Xin lỗi nha, tao mà như ngày xưa hả, mấy ông đại gia chết với tao hết luôn á. Vậy gì có gì 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 thấm cơ bộ cũng tự tin muốn chết luôn á. Chắc mấy ông đại gia gu mặn lắm mới khoái gì thấm. Con nói nghe, dì đã nói là mỗi người đều có ưu điểm riêng, không có được chê bai mỉa mai người ta như vậy. Dì này, hồi đó giờ con có chê bai ai đâu. Tại vì dì thấm nói chuyện thấy ghét quá cho nên con mới nói như vậy chứ bộ. Dù lý do gì thì dì cũng không thích con nói như vậy, biết chưa? Thôi được rồi, thôi mà, biết rồi mà, con biết rồi. Hôm nay là ngày vui của dì lắm á, dì không có được giận đâu nha. Gì vậy? Dì phải vui lên. Ngọt ngào quá ha, tính xin xỏ gì nữa đây? Làm gì mà có, dì này lúc nào cũng nghĩ quan cho người ta không à. Dì nè, tới giờ rồi, con qua nhà con Yến chơi nha. Đi đi, tối nhớ về sớm nha. Ừ, con biết rồi, thưa dì con về. Ừ. À, dì thấm dì Lệ, con đi về trước nha. Ủa, con về, về sớm vậy? À, hôm nay nhà con Yến bạn con á có tiệc nên con qua nhà nó chơi. Con về nha. Con về. Nè. Dạ. Có đi tiệc ăn ít ít thôi nha. Ăn quá mập giống dì Lệ xấu lắm đó. Bà này, con biết rồi, con đâu có ăn nhiều đâu à. Dì, muốn con tờ giấy số. Tên là An đúng không? Dạ không. Dạ không. Dì mua con tờ số đi dì. Dì đây. Nè Vân, con cầm đi. Dạ, để lấy tiền thối cho dì. À, không, 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 không. Con cầm đi, không cần thối lại. Dạ, con cảm ơn dì. Quân tới tìm em kìa. Chị nói ảnh đi về đi, em không muốn gặp ảnh đâu.
Quân, em chịu khó ở lại năn nỉ Khánh, kiên trì một chút, chắc nó sẽ bỏ qua nhanh cho em thôi. Chị phải xuống dưới nhà làm việc đây. Anh xin lỗi, đừng có giận anh nữa. Em đã nói đi về đi mà. Em không là gì trong mắt anh hết, vậy anh kiếm em làm gì nữa? Anh đã nói đó là chuyện đột xuất, rất quan trọng đối với công ty. Đừng giận anh nữa mà. Anh á, lúc nào cũng công việc công việc. Nếu như mà anh bận quá thì chia tay đi, để cho anh được an tâm làm việc. Anh biết đó, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người theo đuổi em, mà sao lúc nào em cũng phải đi theo sau anh vậy? Thôi mà. Ok, nếu như mà em cảm thấy tổn thương và mệt mỏi khi ở bên cạnh anh thì thôi mà chia tay đi. Anh, tụi nhỏ giờ chưa về nữa sao ta? Nhưng mà cửa đâu có khóa. Cầu nguyện đi. Qua bên đây, qua đây, đứng chính giữa nè. Đây là gì? Rồi thôi, ngồi xuống nha. Nè, ngồi. Dì cầu nguyện đi dì. Ngồi xuống. Ngồi. Cho tôi ngồi kế bên nha. Trời đất ơi. Ừ. Tránh ra đi. Dạ. Bên kia chỗ đâu nữa, ngồi. Cầu nguyện đi dì. À quên. Mong rằng tụi nhỏ sẽ luôn vui vẻ, bình an. Gia đình luôn vui vẻ như lúc này. Dì, dì ước cái gì vậy? Ước mà nói ra thì sao thành hiện thực được con. Dì, dì thổi nến đi. Happy birthday dì. Happy birthday chị. Con chúc dì luôn luôn có nhiều sức khỏe. Trẻ mãi không già. Ngày nào á, con cũng chúc dì là sẽ cười tươi từ sáng cho đến tối. Và đặc biệt á hả, bớt nhéo lỗ tai con nè. Và cho con thiệt là nhiều tiền nè. Làm tôi tưởng nhà có chuyện gì. Tự nhiên nhà thì tối thui, cửa thì bở tan quát. Còn dám nói xạo với dì là qua nhà con Yến. Thì con phải nói xạo như vậy chứ. Không thôi á, có người biết thì lộ hết trơn rồi sao. Tụi em tính làm cho chị bất ngờ mà. Chị, em chúc chị sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe nghe chị. Nè, cái bà kia. Câu này tôi soạn mấy bữa nay rồi, bữa nay tôi tính chúc. Bà chúc trước rồi lấy gì tôi chúc. Nè. Sao? Ông mới vô duyên á. Bà mới vô duyên. Bao nhiêu câu chúc thì chúc trùng, bây giờ ông chọn câu khác đi. Bà chúc trước tôi trùng gì nữa. Bây giờ muốn gây sự đúng không? Bà muốn gì? Thôi, không biết nghĩ câu khác. Được rồi. Theo con á là có ý kiến như vậy nè. Con thấy á là dì Thu chỉ cần nói một câu là tụi em chúc chị Diệu, vậy là được rồi ha cậu ha. Ha, con này. Nghĩ gì sao hả mà gộp gì với cái ông đỏ đen này. Nè, mà đừng tưởng bẩn, ai mà thèm gộp chung với bà. Dạ, em thay mặt em cũng như là bà Thu
Tụi em chúc cho chị cả mãi không già, làm ăn ngày càng phát đạt, mở thêm nhiều cái quán phở nữa. Đúng lý ra là chị Diệu mở thêm nhiều quán nữa rồi đó, mà cũng nhờ ai kia. Bà sao cứ nhắc cái chuyện cũ hoài? Bà không thấy sao cú đánh trời giáng của bà, tôi đã thức tỉnh, tôi đã bỏ đánh bài rồi. Chị Diệu, em nói thiệt với chị, cầu cháu em thật sự mang ơn của chị nhiều lắm. Không có chị, không biết giờ cậu cháu em ra sao nữa. Tụi con cảm ơn gì? Tụi con cảm ơn gì? Kiệt, con chúc gì đi chứ? Ai cũng chúc hết rồi. Đúng rồi anh hai, chúc sinh nhật gì đi. Anh hai. Chúc gì sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn gì đã giúp đỡ tôi đi du học. Ủa anh hai, đi du học gì? Thì du học năm đó của anh là của gì? Chứ không phải thầy cho mượn. Sao con biết? Thu, em không có nói đâu nha. Vậy chị Thu cũng biết hả? Thì dì với dì Diệu con thân thiết mà, tất nhiên là dì biết rồi. Mà dì Diệu cứ kêu là giấu, đừng có nói. Nói thiệt, mấy lần con làm gì bức xúc lắm, dì muốn nói lắm luôn á, mà sợ dì Diệu la nên thôi dì im. Ủa mà sao con biết vậy? Chuyện đó chỉ có dì Diệu với lại ông thầy của con biết thôi à. Không lẽ ông nói cho con biết hả? Hôm qua con có gặp thầy, định gửi lại tiền cho thầy. Để ngày mai tôi ra ngân hàng rút tiền trả lại cho dì. Tiền đó là dì lo cho con đi học, con không cần phải trả lại cho dì. Cứ để dành tiền đó mà lo cho tương lai, hoặc là con mua căn nhà để khỏi phải đi thuê. Sau này con còn phải lập gia đình, rồi còn nhiều thứ khác nữa. Con coi dì lo cho con chưa? Sao xuyên quá vậy? Dạ anh mới về. Sao giờ này con chưa chịu về nữa? Dạ bữa nay ông về trễ, ông kêu em về. Nhưng mà ngày nào em cũng phải tắm rửa sạch sẽ, thơm tho cho người tình xa lộ này. Chứ không thôi tối về khó ngủ, thấy khó chịu lắm. Được rồi, vậy bây giờ tiếp tục tắm rửa cho người tình của em đi nha. Dạ. Chị Lai. Dạ. Cậu Hải tới chơi hả chị? Dạ. Cậu Hải với Mợ Thanh chắc đang bị ông la hết trển. Cái vụ đánh ghen tối hôm qua đó cậu. Anh, công nhận mấy trang lá cải bắt tin nhanh thiệt. Bây giờ mấy cái clip Mợ Thanh đánh ghen tràn ngập trên mạng xã hội luôn, người ta share ầm ầm luôn. Chủ tịch chắc đang giận lắm. Anh cũng có nghe mấy nhân viên ở trong công ty bàn tán. Bởi vậy cùng đi xe sang, mà thấy số phận khác nhau không? Cậu Hải thì bị gái bu quá trời, lâu lâu cứ nghe Mợ Thanh nói đi đánh ghen. Còn em cũng lái xe sang đàng hoàng mà mang cái mác tài xế thôi. FA tới giờ không ai bu hết. Đời tôi cô đơn nên yêu ai thôi cũng cô đơn. Nè, nhưng mà nếu có đứa nào yêu con á, thì đó là nó yêu con người thật của con. Chứ mấy cái cô mà bu cậu Hải đó hả, chỉ vì tiền của cậu Hải thôi. Dì nói là quá đúng. Con nhất định sẽ tìm được chân ái của đời mình. Đừng có mơ, làm phim ngôn tình quá rồi đó ông. Trên đời này không bao giờ có chân ái đâu. Không có bất cứ tình cảm nào là lâu dài, không thay đổi hết. Hiểu chưa? Dạ. Hai vợ chồng tụi bay tính làm sống bằng cái nhà này đúng không? Thì bà thấy đó, chính cổ xông vào đánh người ta trước mà. Anh không lén tôi đi ngoại tình thì tôi đâu có đi đánh ghen. Nè, trước khi lấy tôi, cô biết rõ tôi quá mà. Làm gì mà tôi không có phòng dây phòng ba. Ở được thì ở, không ở được ly dị đi. Anh muốn ly dị tôi để tới với mấy con hồ ly đó hả? Anh đừng có hòng. Cô... im hết chưa? Tụi bay coi đây là cái chợ hả? Ba đừng giận. Quay có sao không? Quậy uống nước đi. Quậy bớt giận để ảnh hưởng tới sức khỏe đó ngoại. Ba, chỉ là mấy trang lá cải thôi mà có ảnh hưởng nhiều đâu mà ba làm quá vậy. Con nói thiệt ba nè,
Đàn ông ai mà không lăng nhăng. Cháu của bà kìa, nó thay bộ vô thay áo vậy. Sao bà không nói gì nó đi? Cậu à, con chưa lập gia đình mà cậu. Với lại nguyên tắc của con là không bao giờ bắt cá hai tay, không tán tỉnh người ở công ty để tránh rắc rối. Phải rồi, một tay mày bắt hai con thì có. Nói cho cùng, cậu cháu mấy người cá mày một lứa, trăng qua như nhau thôi. Đồng hỏi này di truyền mạnh quá mà. Mày nè nè. Nè, con là phận dâu con, đừng có ăn nói hỗn hào. Con xin lỗi ba, tại cũng tức quá. Ý của con là chỉ nói hai cậu cháu có ổng thôi à. Chứ ổng mà được như ba, con mình má, thì con đâu có khổ. Con đâu phải làm cái chuyện tào lao như vậy đâu. Nè nè, cô hả, ghen tuông, hung dữ, không có một cái điểm nào để mà so với má của tôi hết trơn. Hết tình cảm rồi, tôi với cô ly dị đi. Yên tâm, tôi sẽ chu cấp cho cô như hai bà trước, ok? Ngày xưa anh cưới tôi, anh hứa hẹn đủ điều. Thậm chí anh còn quỳ dưới chân tôi cầu hôn nữa kìa. Bây giờ anh muốn rũ bỏ tôi hả? Anh đừng có mơ. Nè, ba nghe nói con nhỏ làm tiếp tân mới, mày chăng qua bên ngoài, tao đã không thèm nói. Công ty không phải nơi để mày tìm bồ nhí. Kêu phòng dân sự đuổi việc con nhỏ đó. Mày cắt đứt quan hệ liền cho tao. Không có lý dị gì ở đây hết. Mày đi đâu á? Chửi thì cũng đã chửi rồi, ly dị á thì không cho ly dị. Giờ không lẽ cô đi về mà ba cũng không cho nữa. Dạ thưa ba, con cũng có chút việc, con xin phép ba con đi. Ừ. Mở về nha con. Dạ. Không ra cái thể thống gì hết. Con coi gương cậu con á mà rút kinh nghiệm. Ba đời vợ nó tự chọn, không có đứa nào ra hồn, toàn làm xấu mặt gia đình. Con yêu ba nhiêu đứa mày không cần biết, nhưng vợ con sau này phải là người tương xứng, được ngoại đồng ý. Dạ con biết rồi, ngoại yên tâm. Đối với con, công việc là quan trọng nhất. Vợ của con sau này cũng phải là người hỗ trợ được cho con trong công việc. Vậy thì tốt. Vậy để con đưa ngoại lên phòng nghỉ nha. Ngoại còn mệt không? Ngoại không sao. Ngoại lên phòng đây. Dạ. Mình vô ăn cơm đi, đói bụng rồi. Khoan! Hả? Cậu là con hết hồn à? Khoan ăn uống đã. Những ngày đặc biệt như vậy không nên ăn. Nhìn đi. Sao vậy? Mình phải chụp hình để lưu lại những kỷ niệm này. Ha, nãy giờ con quên, mình phải chụp hình cả gia đình để Facebook nữa chứ. Hờ, lẹ lên con. Rồi. Hey, cậu Út à, cậu ngồi bên đó, cậu chụp rõ hơn đó. Cậu chụp giùm con dạ. đi. Cậu, con chụp đi. Ủa, chụp cho cậu hả? Thì một lát nữa cậu chụp. Dạ, đây, để tôi phụ cho. Anh hai, chụp cho anh hai qua đây đi. Kiệt, vô đi con. Chụp chung. Anh hai, đi chụp chung nè. Anh hai, đi qua đây đi, nhanh lên. Rồi. Rồi, mọi người chuẩn bị nha. Cười lên nha. Dạ. Kiệt, cười lên nè, cười tươi lên. Bà Diệu ơi, bà Diệu. Rồi. Bà Diệu ơi, bà có nhà không? Rồi nè, cười tươi. Ủa sao nghe giống tiếng bà lũ đảng xét vậy ta? Bà Diệu ơi, bà có nhà không? Ủa, bà Diệu, con có mời bà hả? Đâu có đâu, con đâu có mời ai đâu, toàn là người trong gia đình mình thôi à. Để chị coi coi bà kiếm có chuyện gì. Chắc là có chuyện gì rồi. Em đi nữa. Bà lũ đảng xét. Chị kiếm tôi có chuyện gì vậy? Tôi đâu có kiếm bà chi, có người kiếm bà nè. Nè, vô đây, vô đây. Chị hai, chị đi đâu mà bây giờ mới về kiếm em vậy chị hai? Phúc, chị nhớ em nhiều lắm. Mẹ. Mẹ. Con là Thư đúng không? Hả? Dạ. Thư của mẹ đây hả? Mẹ. Mẹ ơi, bao lâu nay mẹ đi đâu? Sao không về thăm tụi con như vậy mẹ? Mẹ xin lỗi con,
Có chuyện gì vậy? Mẹ. 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 Kiệt phải không? Con là Kiệt đúng không? Mẹ. Kiệt ơi. Mẹ. Cuối cùng mẹ về rồi. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ tụi con lắm. Mẹ. Mẹ sẽ không bỏ đi nữa đâu. Mẹ sẽ không bỏ đi nữa đâu. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con Phương mẹ đâu ơi. Tụi con? Con Phương của mẹ đâu? Con Phương mẹ. Đâu hả? Phương nè mẹ. Mẹ về rồi nè. Qua với mẹ đi. Qua với mẹ đi Phương. Phương. Qua với mẹ con. Mẹ của con đó. Con qua với mẹ đi. Nhanh lên. Con gái của mẹ. Bà Lựu. Hả? Sao bà tìm được thấy bả vậy? Tôi về quê làm đám giỗ cho ông già tôi mới gặp lại bả đó. Bả tưởng còn cái nhà cũ nên về tìm mấy đứa nhỏ. Bả đâu có biết bà Nga bán cái nhà đó lâu rồi. Tôi gặp bả nên tôi mới dắt bả lên đây nè. Mẹ. Thôi, mình vô nhà nói chuyện đi mọi người. Vô nhà chị hai. Vô nhà đi mẹ. Đi mẹ. Vào trong đi. Ngồi xuống đi mẹ. Mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi mẹ. Mẹ. Phương. Qua đây với mẹ con. Thôi con ngồi với dì được rồi. Mẹ xin lỗi các con. Năm xưa vì bất đắc dĩ mẹ mới bỏ các con đi. Chị hai, 20 năm nay chị đi đâu? Em với tụi nhỏ cũng dò hỏi tin tức của chị. Qua bên Úc nữa mà cũng không được gì hết. Nè, bà đi đâu? Có chồng mới chưa? Bà nói cho mọi người biết đi. Năm xưa vì cuộc sống khó khăn quá cho nên chị mới đi với con Hương tìm đường qua Úc. Rồi sau đó chị sang Mã Lai. Nhiều chuyện đưa đẩy, chị bị người ta vu oan rồi bắt tạm giam. Mẹ. Ở xứ người biết bao nhiêu khổ đau tủi nhục, nhưng chị vẫn ráng sống với hy vọng được trở về với các con của chị. May mắn gần đây chị mới có cơ hội trở về. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ xin lỗi tụi con, các con đừng giận mẹ nha. Mẹ, tụi con không giận mẹ đâu. Mẹ à, bây giờ tụi con đã lớn rồi, tụi con chăm sóc cho mẹ. Phương, mẹ xin lỗi con, đừng giận mẹ nha con. Bao nhiêu năm nay chắc con chịu thiệt thòi nhiều lắm phải không? Con không có giận mẹ đâu. Bao nhiêu năm nay con có dì yêu thương luôn chăm sóc cho con mà. Con không có thiệt thòi gì đâu mẹ. Đúng rồi đó mẹ. Cũng nhờ có dì, lúc nào dì cũng lo lắng chăm sóc cho tụi con từ cái ngày mẹ đi đó mẹ. Dì Phúc, trước khi đi chị đã nhờ em chăm sóc cho tụi nhỏ. Sao em lại để cho tụi nó ở với lại người này hả? Nè, bà ăn nói cho đàng hoàng nha. Chị Diệu là người cực khổ nuôi mấy đứa con của bà 20 năm nay. Bây giờ bà về chưa một tiếng cảm ơn mà còn nói loại người này người nọ hả? Tụi nó có gì sai chứ? Nếu năm xưa bà không quyến rũ anh Phong, cướp chồng của tôi, cha của tụi nhỏ, thì gia đình tôi đâu có tan nát như bây giờ. 20 năm trước tôi đã nói nhiều lần, bây giờ tôi nhắc lại lần cuối. Tôi và anh Phong năm xưa chỉ là bạn, tôi hoàn toàn không có liên quan gì tới chuyện gia đình của bà. Tụi con đừng có nghe lời bà. Phương, lúc đó con còn nhỏ, nhưng mà Kiệt và Thư, các con biết chuyện đó mà. Chẳng lẽ các con không nhớ gì hết sao? Chị Lựu, chị cũng biết rõ mà phải không?
Ừ, thì hồi xưa nó là vậy đó. Thôi, 20 năm rồi, ai nấy nhìn kìa, già ngắt hết trơn rồi, bỏ qua hết mấy chuyện đó đi. Chị Lựu, chị là người lớn, nếu không biết gì thì đừng nói bậy. Chị Lựu chỉ nói sự thật thôi. Chỉ có cái thứ hồ ly nham hiểm như bà thì mới là người thay đen đổi trắng. Bà dụ dỗ anh Phong, rồi bây giờ còn ngon ngọt dụ dỗ các con của tôi nữa. Nè, chị Diệu là người ngay thẳng. Tôi tin là ngày xưa chị Diệu không có phá nát gia đình của ai hết. Người đổi trắng thay đen là bà đó. Bà là một người mẹ vô trách nhiệm, bỏ con đi mấy chục năm, bây giờ về nước mắt cá sấu hả? Bà không thấy xấu hổ sao? Tôi cảnh cáo bà nha, chị Diệu là chỉ hiền thôi, chứ tôi là tôi không có hiền đâu. Bà mà còn dở trò này nọ nữa hả, là tôi xử bà liền đó. Thu, chị Thu, Thu, chị Thu. Thôi được rồi, nếu như các con tin người đàn bà này, các con cần bà, không cần mẹ nữa. Mẹ sẽ đi. Mẹ. 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 Mẹ đừng đi. Mẹ là mẹ của tụi con. Cuộc đời này không ai thay thế mẹ được. Dì Thu, dì không được xúc phạm mẹ tôi. Nếu không, tôi không có xáo với dì đâu. Dì không xúc phạm bà, bà vốn là người như vậy mà. Con đừng có quên, bao nhiêu năm nay người nuôi con ăn học thành tài là dì Diệu, chứ không phải là bà. Như sự thật năm xưa, bà phá đá gia đình tôi. Cho dù bà nuôi tụi tôi cũng là để bù đắp tội lỗi của bà thôi. Ngày mai tôi sẽ rút tiền trả tiền du học cho bà. Còn chi phí bà nuôi anh em tôi bao nhiêu, bà tính đi, tôi trả không thiếu một xu. Tôi với bà từ bây giờ không liên quan gì nữa. Anh Hai, sao anh Hai lại nói với dì như vậy? Kìa, bình tĩnh lại đi con. Anh Hai, hồi nãy tới giờ anh Hai nói điên nói khùng gì vậy hả? Bao nhiêu năm nay là dì chăm sóc cho anh em tụi mình, cái đó làm sao mà quy ra được bằng tiền chứ? Anh Hai đừng có mất hiếu như vậy. Con nhỏ này. Kiệt. Anh Hai. Thiệt. Kiệt. Trời ơi, sao mày đánh em vậy con? Anh Hai. Trời ơi. Con. Bây giờ sao? Bình tĩnh lại con. Sao con lại đánh em? Kiệt. Em con nó là con gái, người ta cầm cành qua người ta còn không nỡ đánh mắt gì cũng tát một mặt ta vậy. Mấy người im đi, con đang dạy đó. Em nói cái gì sai mà anh Hai đánh em chứ? Con. Đáng lẽ anh phải đánh em từ lâu lắm rồi, để cho em tỉnh ra. Mẹ mới là người sinh ra anh em tụi mình. Con hiếu thảo là hiếu thảo với mẹ, không phải hiếu thảo với bà. Em đừng có quên, hồi đó bà để em bị bắt cóc, mẹ mới là người xông vô lửa để cứu em về. Không có mẹ thì em còn đứng ở đây lớn tiếng với anh hả? Bây giờ mẹ trở về rồi, anh thuê cái nhà xong, hai đứa em dọn qua ở với mẹ. Mấy đứa không đi á thì đừng có trách anh. Em không chọn, em không chọn đó. Bây giờ anh Hai muốn đánh chết em chứ gì? Vậy thì anh Hai đánh em đi, đánh em đi. Em tưởng là anh không dám hả? Nghe mẹ thôi. Thiệt, nghe mẹ nè. Em nó còn nhỏ lắm, từ từ mình sẽ khuyên nó mà. Còn đừng có nổi nóng nữa được không hả? Anh Hai với Phương đừng có gây nhau nữa được không? Kiệt à, con muốn dạy dỗ em con thì nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay động chân như vậy. Bà im đi. Hồi xưa bà cũng đánh đập anh em tụi tôi như vậy đó, bây giờ còn nói giọng nhân nghĩa hả? Đúng rồi, hồi xưa bà đánh nó như con bà không có đẻ gì đúng không? Bà im đi. Dì Diệu đánh là để dạy dỗ, không thôi là mày đi theo tụi xì ke bây giờ ở trong tu rồi kìa. Con lớn rồi, nếu con vẫn chưa biết suy nghĩ thì dì có nói cũng vô ích. Mẹ con mình đi. Tụi em có đi không hay là ở lại đây? Anh Hai, em Thư, đi với mẹ đi con. Đây không phải là nhà của con. Nó không muốn đi, mấy người đừng có ép nó nữa. Còn ông nữa, lên tiếng đi chứ, hay là hồ thế chị của ông? Tôi bây giờ cũng tối rồi, mọi người đang căng thẳng. Ông ấy hãy để bữa khác mọi người bình tĩnh rồi nói chuyện với nhau. Chị Hai, bây giờ chị qua nhà của em ở đỡ nghe. Con có muốn đi với mẹ không? Con đi với mẹ, sáng mai con quay lại dọn đồ sao? Con không muốn ở đây một phút giây nào nữa. Đứa nào mà ở lại đây, từ nay về sau con cắt đứt quan hệ với tụi nó.
Thôi mẹ đi nha. Mẹ, ngày mai con qua thăm mẹ. Bây giờ con ở nhà với con Phương nha mẹ. Nhớ nha con. Dạ. Mình đi mẹ. Em về. Bà đi rồi, tôi cũng về luôn. Có chuyện gì mới nhớ alo hả? Nè, nhà của người ta mà nhiều chuyện làm gì? Cái gì vậy? Mắc gì chuyện của mấy người tôi nhiều chuyện? Làm gì đuổi tôi về? Bà tin tôi quýnh bà không? Dám không? Sao không dám? Dám không? Thì sao tôi dám? Gì thu? Dám không? Dám đánh không? Bà đi về đi. Chị đừng có buồn nữa. Còn con Thư, con Phương ở lại với chị mà. Dù chị thương tụi nó, không muốn tụi nó dọn đi, nhưng dù sao bà Tuyết cũng là mẹ ruột của hai đứa. Vì đâu thể tranh giành với mẹ của tụi con được. Chị chỉ hy vọng bà Tuyết thay đổi, cùng chị quan tâm chăm lo tụi nhỏ. Bà mà thay đổi hả? Chị không thấy thái độ của bà lúc nãy sao? Chị hai ngồi đi. Tôi biết rồi, cảm ơn mày nhiều nha. Uống nước này chị. Bà con nó nói ngày mốt thu xếp xong á thì con với mẹ dọn qua đó ở luôn. Thôi cái chuyện đó tính sau đi. Bây giờ con đem vỏ mẹ con đi vô phòng đi. Tối nay con với cậu kiếm gì trải ngoài đây ngủ đỡ cũng được. Ừ, dạ. Nè, nhà này em mua hồi nào vậy? Em sao mua nổi nhà, chỉ làm đủ xài thôi. Ủa? Còn gom góp trả cho chị Diệu nữa. Nhà này em thuê. Thuê hả? Dạ. Thôi, em đừng có giận anh hai nữa. Anh hai anh nóng tính thôi mà. Anh lúc nào cũng gia trưởng, cũng áp đặt chị em mình hết á. Em không có dọn đi đâu. Chị ba, chị có tính dọn đi không vậy? Nếu như hai chị em mình không đi á thì mẹ sẽ buồn. Thiệt tình chị cũng không biết tính làm sao nữa. Chị với anh hai còn có ký ức gì mẹ? Còn em, từ khi mà em hiểu chuyện tới bây giờ, chỉ có một mình dì ở bên cạnh em thôi. Em với mẹ cũng có tình mẫu tử liên kết, nhưng mà cảm giác của em đối với mẹ xa lạ lắm. Chị ba, hồi nãy em ôm mẹ, em chỉ cảm thấy bối rối thôi à. Thì đúng rồi, đây là lần đầu tiên em gặp mẹ, thì làm sao mà em có cảm giác giống như chị với anh hai được. Chị hiểu cảm giác của em. Lúc mẹ đi chị cũng rất buồn, chị cũng rất là nhớ mẹ. Nhưng rồi từ từ nỗi nhớ cũng dời dần, vì lúc nào chị cũng ở bên cạnh tụi mình hết. 20 năm qua, những gì mà chị cần ở mẹ, vì là người thay mẹ làm cho chị. Nhưng không có nghĩa là chị không thương mẹ. Cả dì và mẹ đều là những người có vị trí quan trọng trong lòng chị. Chị nghĩ cách tốt nhất bây giờ không phải là mình chọn mẹ hay là chọn dì, nhưng mà chúng ta cùng cố gắng để hòa giải giữa mẹ và dì. Mọi người cùng vui vẻ sống với nhau. Thôi, em đừng có buồn nữa. Dạ. Dạ gì? Dạ gì? Tánh thằng Kiệt nó nóng, con cũng biết rồi. Mai mốt có chuyện gì đợi anh hai bớt giận rồi hẳn nói chuyện. Đừng có cãi tay đôi như hồi nãy nữa, biết chưa?
Dạ, con biết rồi dì. Dì, tụi con sẽ ráng quên anh hai, dì đừng có buồn như dì. Ngày mai con sẽ qua thăm mẹ rồi nói chuyện với mẹ luôn. Chắc tại mẹ con hiểu lầm gì thôi. Chuyện giữa mẹ tụi con với dì tụi con không hiểu đâu. Cứ để dì với mẹ tụi con tự giải quyết với nhau. Tuy mẹ tụi con bỏ đi 20 năm, nhưng mẹ vẫn là mẹ của tụi con. Tụi con muốn ở với mẹ với anh hai thì cứ đi, dì không có buồn đâu. Thỉnh thoảng ghé thăm dì là được rồi. Không, con không có đi đâu. Dì à, thực ra anh hai con cũng chưa có nhận nhà nữa. Bên cậu Út thì cũng không có đủ chỗ cho con. Con sẽ nói chuyện với mẹ. Tụi con bàn với nhau nãy giờ rồi. Tụi con chỉ mong mẹ con với dì sẽ hết hiểu lầm, cùng sống vui vẻ với tụi con. Thôi, tùy tụi con quyết định. Phương nè, ngày mai con khỏi ra quán phở. Hai đứa qua bên nhà cậu Út thăm mẹ đi. Con gặp rồi trò chuyện với mẹ con nhiều thì con không còn cảm thấy xa lạ nữa. Dạ. Chị xin lỗi em chuyện ngày xưa nha. Lúc đầu em cũng giận lắm, nhưng mà thôi, chị em mà, em không có trách gì đâu. À, mộ của ba má em cũng bắt chước chị Diệu quả táng, rồi xong em gửi vô chùa. Chứ nhà thuê mà, sao mà thật cúng được chị. Thôi để bữa nào em đưa chị đến thắp nhang cho ba má. À, chuyện con Phương ngày xưa, bà Diệu bà không có nói sự thật sao? Thật ra là em xin chị, xin chị đừng nói ra, để cho chị còn có đường về. Chị hai, chị Diệu thật sự là người tốt đó chị. Tốt cái gì mà tốt? Bà thâm hiểm chứ không có đơn giản như bề ngoài em nhìn thấy đâu. Đó, năm xưa bà ném đá dấu tay, phá nát gia đình chị đó. Bây giờ lại giở trò dụ dỗ hai đứa con gái của chị đó. Chị không thể nào để cho bà cướp con của chị đâu. Chắc là có hiểu lầm gì hả chị? Em không nghĩ chị Diệu là người như vậy. Cậu, hai đứa nó binh bả, bây giờ cậu cũng binh bả nữa hả? Kiệt. Chắc tại bà trả nợ cho cậu, bây giờ cậu không dám nói gì bả đúng không? Không phải như vậy, cậu chỉ nói sự thật thôi. Nè, trả nợ gì? Em nợ gì bả hả? Thì 10 năm trước em cờ bạc thua quá, tụi giang hồ nó đánh em muốn lòi hai con mắt luôn. Rồi cuối cùng chị Diệu phải bán dĩ nhà trọ cho thuê trả nợ cho em. Từ đó em thề em bỏ cờ bạc luôn. Em ăn ơn chị nhiều lắm. Em coi chị như là chị ruột của mình vậy. Hèn gì? Hèn gì em binh nó quá à. Một chị Diệu, hai chị Diệu. Nè, em có còn coi chị là chị của em nữa hay không hả? Chị hai, em chỉ nói công bằng thôi mà. Công bằng cái gì mà công bằng? Em công bằng cho nó, vậy ai đòi công bằng cho chị đây? Hai đứa con gái chị mang nặng đẻ đau, bây giờ cũng bị cướp mất luôn rồi đó. Sao chị hai nói như vậy được? Tại chị Diệu chăm sóc tụi nó từ hồi nhỏ nên tụi nó quý mến chị thôi. Bây giờ chị về rồi, tình cảm mẹ con từ từ kháng khích lại. Nè, cái bà đó đó nha, bà mưu mô đủ thứ hết á. Không có dễ gì mà để cho hai đứa nhỏ nó về với chị đâu. Chị thiệt á? Sao chị cứ nghĩ xấu cho chị Diệu hoài? Chứ còn gì nữa. Ủa, hồi nãy chị thấy rõ ràng tụi nó không chịu đi, chứ đâu phải do chị Diệu nói. Bà giỏi nhất là mê hoặc người khác, không cần dùng lời nói gì hết. Ngày xưa anh Phong cũng vậy đó, cái gì cũng binh vực bả. Nè, em không giúp gì được cho chị thì thôi, đừng có hở ra một cái là binh vực bả nghe chưa. Thôi, em sẽ không nói nữa. Chị ăn gì chưa? Để em ra đầu hẻm mua cơm tấm cho chị ăn nha. Em với thằng Kiệt cũng chưa kịp ăn gì hết. Muốn mua cái gì thì mua. Cậu đi á. Mẹ vui lắm. Cuối cùng thì vẫn còn có con đi với mẹ. 20 năm nay cực khổ cỡ nào mẹ cũng ráng chịu. Chị mong có ngày về đoàn tụ với tụi con. Vậy mà mẹ không ngờ. Mẹ, con Thư vẫn còn thương mẹ. Chỉ có con Phương thôi, từ nhỏ do bà nuôi cho nên nó cứng đầu vậy. Mẹ, mẹ đừng có buồn nữa. Con sẽ làm căng với tụi nó, bắt tụi nó về để ở với mình. Mẹ
Mẹ chỉ muốn được ở bên tụi con, chăm sóc, bù đắp cho tụi con. Mẹ muốn biết chuyện của tụi con, hay là con kể cho mẹ nghe nha. Dạ. Nóng quá, nóng quá hả con? Mẹ, tao mày bị sao vậy? Rồi quần áo mày dơ hầy nữa. Mẹ. Cô kìa, cô đi đâu hả? Con Phương nó bị bắt cóc mà cô bỏ đi từ sáng tới giờ hả? Uổng công anh Phong tin tưởng rồi giao con cho người vô trách nhiệm như cô. Ba thấy chưa? Chị con á, liều chết cứu bé Phương. Ai mà thương mấy đứa nhỏ bằng chị của con chứ. Nội, nội đuổi ba đi đi nội. Vì bả mà em con bị bắt cóc này nội. Dạ, con mời chú. Cô không tệ đến nỗi không nhớ mặt tôi là ai chứ. Sao chị lại đánh tôi? Cô rù quến anh Phong, moi tiền ảnh, giờ còn làm bộ giả nai nữa hả? Đúng là tôi và anh Phong có gặp nhau. Anh Phong có đề nghị giúp đỡ cho tôi, nhưng tôi đã từ chối. Chị đừng có vu khống cho tôi. Vu khống cô hay là cái bộ mặt giả tạo của cô? Cô từ chối mà cô còn ở đây hả? Cô từ chối mà cô còn nhận tiền chu cấp của anh nữa là sao? Nè, chị đừng có nói bậy. Tôi làm việc ở quán này, cô Xuân trả tiền cho tôi. Tôi chưa có nhận của anh Phong bất kỳ đồng tiền nào hết. Mẹ ơi, cậu Út ơi. Mẹ. Hai đứa qua rồi đó hả? Dạ. Đi vô đây ngồi đi con. Đi, ngồi đi con. Mẹ, tối hôm qua mẹ ngủ có ngon không? Sao hôm nay con thấy mẹ có vẻ mệt vậy? Tại vì mẹ vui vì được gặp lại tụi con cho nên mẹ không có ngủ được. Phương nè, mẹ xin lỗi con đừng có giận mẹ nha. Mẹ, con đâu có dám giận mẹ đâu. Con phải xin lỗi mẹ mới đúng chứ. Con xin lỗi mẹ. Tối hôm qua là lần đầu tiên con gặp mẹ, con bất ngờ quá nên con mới... Mẹ hiểu mà, mẹ không có giận gì con hết. Hồi sáng này, mẹ nghe thằng Kiệt nói là tụi con qua chơi, mẹ mừng quá trời. Mẹ kêu con Út chở mẹ đi chợ liền đó con. Mua đồ về nấu cơm cho tụi con ăn. Tưởng trưa tụi con mới qua, mẹ mới vừa đi chợ về tức thì, chưa kịp nấu nướng gì hết á. Dạ, vậy mấy mẹ con mình cùng nấu nha. À, anh của con á, nó đi lo chuyện hợp đồng nhà thuê rồi, chắc trưa nó mới về. Đi, ba mẹ con mình xuống bếp ha. Dạ. Ừ. Làm gì? Tới đây làm gì là chuyện của tôi, liên quan gì tới bà? Xong liên quan. Chị Diệu, em vô đây đi. Thơm. Dạ. Vô coi trong bếp giùm chị. Dạ. Sao? Chị, em dẫn khách đi coi nhà gần đây nên ghé thăm chị nè. Ủa, sao hôm nay con Phương nó không ra đây làm? Không lẽ nó theo thằng Kiệt về với bà Tuyết rồi hả? Ừ, chị kêu nó nghỉ đi với con Thư qua thăm bà Tuyết. Chị thiệt là, thế nào qua đó bà cũng nói xấu chị với tụi nó à? Vậy mà chị còn cho nó đi nữa. Mình ngay thẳng, việc gì mình phải sợ.
bà Tuyết là mẹ của tụi nó. Chị cũng đâu có muốn chia cắt họ. Chị đừng có tốt quá, thiệt thòi cho mình đó. Chị tin là ông trời luôn công bằng, mình không có làm gì trái lương tâm là được rồi. Ủa, ủa, chị, hai người nói gì Tuyết Tuyết vậy? Bộ chị Tuyết về hả chị? Nè, nhiều chuyện vừa thôi, liên quan gì tới bà? Sao không liên quan? Chị Tuyết á, dù sao cũng là chị hai của anh Phúc. Biết đâu sau này tôi với anh Phúc lấy nhau, chị Tuyết có phải là chị chồng của tôi không? Có bà mới là không liên quan á. Chị Diệu, phải chị Tuyết về không? Ờ, chị Tuyết mới về hôm qua. Trời ơi, chuyện lớn như vậy mà không nói em nghe. Tại chị thấy không liên quan gì tới em nên chị không nói thôi. Chị chí lý lắm luôn á, đúng lắm luôn á. Ai mà cần, tôi vô điện hỏi anh Phúc liền. Bữa nay bán được không chị? Anh Phúc đợi lắm đi. Anh đúng là thần giao cách cảm nha. Em mới nhắc anh tức thì cái anh tới liền hả? Trời ơi, trời, trời hết rồi, cứ lôi lôi kéo kéo hoài. Người ta nhìn là cười chết luôn á. Ai cười để cho tao cười đi. Anh chưa lấy vợ, em cũng một lòng chờ anh, có gì đâu mà sợ. Nè, đây là quán ăn nha, đừng có làm cho khách người ta sợ. Buông ra đi. Bà buông ra đi. Trời ơi, tôi nói buông ra đi. Anh á, em ghét anh lắm. Chị Tuyết về sao không cho em biết hả? Chị hai anh về có liên quan gì tới em? Sao không liên quan? Mà em biết làm chi? Hả? Người ta quan tâm anh mà anh nở lòng nào anh dội gáo nước lạnh vô mặt người ta vậy đó. Mày mốt nha, đừng có hòng quan tâm nữa nha. Được vậy, anh cảm ơn em nhiều lắm luôn á. Nói gì vậy? Anh năn nỉ em luôn á. Năn nỉ gì? Đừng quan tâm anh nữa. Em cho anh được bình yên nha. Không. Anh này, anh nhớ mặt em đó. Thấy ghét. Nguyên xe hổ lô vậy sao tôi ham nổi trời. Chị Diệu, chuyện tối hôm qua em thay mặt chị hai em xin lỗi chị. Để có gì từ từ em khuyên chị. Hôm qua sao không thấy binh chị Diệu tiếng nào hết? Hôm nay xin lỗi làm gì? Hôm qua đang căng thẳng vậy, tôi có nói được gì đâu. Mấy người cũng thừa biết tính chị tôi với thằng Kiệt rồi. Trời ơi trời, càng nói càng đổ thêm dầu vào lửa. Nói được gì? Thôi, cậu Phúc cậu ấy ở giữa cũng khó xử mà. Chị không có trách gì em đâu. Dạ. Chuyện của chị với chị hai em á, thì chị nghĩ là cần phải có thời gian, chứ bây giờ cũng không giải quyết được gì đâu. Dạ. Nè, anh kêu tôi qua để làm gì vậy? Sao không chịu gặp ở phòng anh chứ? Anh cũng vừa phỏng vấn nhân sự xong, cho nên anh muốn thông báo về việc tuyển trợ lý cho em. Cái gì? Tuyển trợ lý là trợ lý cho tôi, chứ không phải trợ lý cho anh đâu. Anh xen vô làm gì? Nhưng mà những trợ lý trước giờ do em tuyển á, thì đều là chuyên môn không cao. Em toàn chọn theo cảm tính. Chủ tịch vừa mới thông báo với anh, đã tự mình tuyển được cho em một trợ lý riêng. Còn những hồ sơ mà ứng tuyển trợ lý lần này của em á, thì anh sẽ chuyển sang cho Quân. Thằng Quân bây giờ nó đã lên chức, cũng cần một trợ lý để giúp hỗ trợ nó trong công việc. Cái gì vậy? Ở nhà chuyện gia đình á thì không cho tôi ly dị, rồi bây giờ tới chuyện công ty cũng quản lý tôi nữa là sao? Là chủ tịch lo cho em thôi. Khổ ghê. Vậy ba tuyển ai vậy? Nè, nói trước đó, tôi không tuyển nam đâu nghe. Là nữ. Ừ, vậy thì được. Dạ. Chào, chào tổng giám đốc. Mời cô ngồi. Anh, bà nghĩ sao mà tuyển bà cô này về làm trợ lý cho tôi vậy? Tôi nghe danh phó tổng từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp. Phó tổng nên nhớ là mình tuyển trợ lý chứ không phải tuyển bộ nhí.
Tôi là sếp của cô nghe. Dễ bằng nói với tôi vậy đó hả? Cô có tin là tôi sẽ sa thải cô ngay lập tức hay không? Sếp trực tiếp của tôi là chủ tịch. Người có quyền sa thải tôi cũng là chủ tịch. Chủ tịch đã giao nhiệm vụ cho tôi thì tôi phải hoàn thành. Bây giờ mời phó tổng về phòng làm việc để mình còn trao đổi công việc. Cô anh à, cô. Thôi em đi về phòng với Trang đi. Có gì cứ nói chuyện trực tiếp với chủ tịch. Con nhìn cô Trang đó rất là quen. Hình như giám đốc quỹ đầu tư SCK thì phải. Đúng vậy. Trang là người rất có năng lực. Đến chú cũng còn phải nể vài phần đó. Lần này Trang chịu về làm trợ lý cho Hải, chú cũng bất ngờ. Chắc chủ tịch cũng tốn nhiều tâm sức. Chú nghĩ Trang sẽ là người thay Hải lên các dự án cũng như ra các quyết định quan trọng sau cái thời gian mà uy tín của Hải bị giảm sút nghiêm trọng. Con cũng nghĩ là như vậy. Nhưng có vẻ tính cô Trang này rất là nguyên tắc. Chưa biết có thể là hợp tác lâu dài với cậu Hải được không? Chuyện đó thì phải chờ thời gian trả lời. Nhưng mà động thái này của chủ tịch cho thấy là chủ tịch vẫn chưa từ bỏ ý định cho Hải làm người thừa kế. Cho nên con cần phải cố gắng. Con cứ kêu phòng nhân sự chuyển file hồ sơ ứng tuyển của các ứng viên ngày mai qua cho con đi. Dạ thưa chú, không cần đâu. Con đã tự tuyển trợ lý được rồi. Kiệt, vậy là sáng mai con dọn đi hả Kiệt? Dạ. Căn nhà đó đầy đủ nội thất, mình chỉ cần dọn vô ở thôi cậu à. Anh hai, anh hai tính dọn đi thiệt á hả? Anh nói giỡn hồi nào? Thôi anh em trong nhà, tụi con đừng có cãi nhau nữa, nghe không? Dạ. Nè cậu. Ừ, cảm ơn mọi con. Người ăn đi nha. Dạ, con mời mẹ. Con mẹ nghe nói hồi nhỏ con bị béo phì hả Phương? Dạ. Bữa nào con lấy hình cũ đó cho mẹ coi. Trời ơi. Con mập ú à. Hồi nhỏ mấy đứa bạn con nè, đứa nào cũng chọc con là Phương Doi hết á. Vậy đến hả? Lớn luôn, bây giờ lâu lâu gặp lại tụi nó cũng còn kêu con là Phương Doi đó mẹ. Trời ơi. Đúng rồi đó mẹ. Hồi nhỏ nó tham ăn lắm. Chuyên gia dành đồ ăn của con với anh hai nè. 20 năm rồi mới được ăn bữa cơm đầy đủ gia đình như vậy. Ăn ngon miệng thiệt. Đây nè, mấy món này là món em thích nè đúng không? Cá kho với lại canh chua nè. Dạ. Canh chua con cũng thích nữa đúng không? Dạ. À Thư nè, thịt ram là của con nè. Hồi nhỏ là con thích món này nè. À, còn con Phương, mẹ có hỏi anh Kiệt thì anh Kiệt nói là món gì con cũng thích hết đúng không? Đúng rồi đó mẹ. Hồi nhỏ tới giờ sở thích của con là ăn, ăn, ăn. Mà dì lại nấu ăn ngon nữa, cho nên món nào mà dì nấu là con thích hết à. Con đâu có kén món nào đâu. Nè, ăn cơm chứ mẹ, đừng nhắc tới bà được không? Ờ, anh hai này kỳ quá à. Thì có làm sao, người ta nói thiệt vậy chứ bộ. Phương. Thôi đi, không nhắc thì không nhắc. Thôi, mọi người ăn cơm đi. Ăn được không? À, Kiệt nè, ngày mai mình dọn qua căn nhà thuê á con. Dạ, căn nhà có 3 phòng. Mẹ một phòng, con một phòng, hai đứa nó một phòng. Nè, hai đứa chừng nào dọn vậy? Không nghe anh hỏi gì sao? Không đứa nào trả lời tra vốn gì vậy? Dạ, em đang tập trung cho đợt phỏng vấn quan trọng. Đợi khi nào em sắp xếp xong công việc rồi em tính nha. Dọn đồ mất bao nhiêu thời gian đâu? À, thôi con, em nó đang bận việc, cứ để cho nó tập trung đi. Từ từ dọn qua cũng được mà. Thư nè, con nói vậy là con chịu dọn về ở với mẹ rồi đúng không? Dạ. Còn em sao Phương? Thôi đi, em nói ra mắc công anh hai lại la em nữa. Đang ăn cơm mà. Người ta nói trời đánh tránh mưa ăn đúng không? Nói như là em không dọn đi đúng không? Thôi Phương, dọn về ở với mẹ đi con. Nhà đó đâu phải nhà của con. Mẹ, xin lỗi mẹ. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, con sẽ thường xuyên đi qua để thăm mẹ. Nè, em chọn Bảo đúng không? Anh hai này. Thôi, từ từ đi, từ từ mẹ khuyên em mà.
Con không vô nữa, con vô phòng nghỉ đi. Kiệt. 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 Tánh anh hai con nó nóng vậy thôi chứ thật ra nó thương con lắm đó. Con đừng có giận anh nha, nghe con. Con xin lỗi mẹ. Con ngồi để ăn mắc công làm cho bữa cơm mất vui. Chắc con xin phép về trước. Mắc công anh hai ra đây thấy con rồi lại không vui nữa. Con. Cậu Út, lát nữa cậu Út chở chị ba về giùm con nha. Em về trước nha chị ba. Thôi cậu Út con về. Ừ. Thôi con về đi. Thưa mẹ con về. Lát cậu chở về cho. Bữa nào con sẽ qua thăm mẹ. Đi cẩn thận nghe không con. Dạ. Thằng Kiệt nó làm căng như vậy mà cũng không có kết quả gì. Mình chắc cũng không khuyên được tụi nó. Phải tìm cách khác thôi. Nhất định không để bà cướp đứa con nào của mình. Mẹ. Mẹ đừng buồn nha mẹ. Tại con Phương nó nhất thời chưa quen, chứ nó cũng thương mẹ lắm. Tụi con là con của mẹ mà. Cho dù tụi con đối xử với mẹ như thế nào thì mẹ cũng không có buồn giận gì tụi con hết á. Thôi, nếu như tụi con không có muốn dọn về ở với mẹ với anh hai thì thôi, mẹ tôn trọng quyết định của con với lại của em. Nè, Thư à, mẹ biết là con cố tình trì hoãn với anh Kiệt cho nên mẹ mới nói đỡ cho con đó. Dạ. Mẹ, mẹ cho con ít thời gian suy nghĩ nha. Thật sự là con cũng thương mẹ, mà con cũng quý gì nữa. Con không muốn làm cho ai buồn hết. Mẹ biết mà. Mẹ biết sự khó xử của con chứ. Dù tụi con chọn ai thì mẹ vẫn thương tụi con mà. Tụi con lúc nào cũng là con của mẹ hết. Dạ. Tại sao bây giờ chị lại đồng ý cho tụi nó ở bên đó? Sao vậy Phúc? Dạ. Dạ đâu có gì đâu. Em nghe chị nói vậy em cũng mừng. Tụi nhỏ cũng đỡ khó xử ha. Thôi ăn cơm đi con. Dạ. Ăn cơm đi. Dì. Dì ăn trái cây đi dì. Anh hai với mẹ con qua nay dọn nhà xong hết chưa? Con nghe chị ba nói là xong hết rồi đó dì. Mấy bữa nay hả, con đâu có nói chuyện với anh hai đâu. Anh em với nhau cứ giận hờn hoài là sao? Dì, từ hồi đó tới bây giờ hả, con lúc nào cũng toàn xuống nước với anh hai không à. Bà ảnh á, suốt ngày cứ gia trưởng la người ta. Con ghét rồi, lần này á, con không có chịu làm quầy trước đâu dì. Con phải lên giá chứ. Chứ dì với chị ba hả, suốt ngày bắt người ta hạ giá hoài. Riết hả, anh hai coi thường con. Cái con nhỏ này thì cũng phải có người mở miệng làm lành, chứ không lẽ giận hoài. Anh hai không mở miệng làm lành với con thôi, con sẽ giận anh hai luôn. Ai gọi cho mình mà số lạ vậy? Alo. Dạ đúng rồi anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em chào anh. Chị ơi. Chị. Con nhỏ này. Chị ơi, cơ hội của con tới rồi chị ơi. Con sắp nổi tiếng rồi chị ơi. Yes. Chuyện gì vậy? Gì ạ? Hồi nãy á, ông nhạc sĩ Gia Khang mới gọi điện thoại cho con nè. Ông là giám đốc công ty nhạc xanh đó. Mấy bữa trước con mới gửi cái clip mà con hát cho ông coi. Ông mới gọi điện thoại cho con. Ông mới hẹn ngày mai tới gặp ông đó. Gì? Kỳ này á, con mà được ổng lăng xê, thế là con cũng trở thành ca sĩ nổi tiếng mà thôi. Nhạc sĩ gì mà nghe tên lạ vậy con? Có thiệt không? Coi chừng bị người ta gạt đó. Gì à? Ông này á nổi tiếng lắm đó. Tại vì dì có chịu nghe nhạc trẻ đâu mà dì biết người ta. Nhưng mà dì nghe cái giới đó cũng phức tạp đủ thứ lắm đó. Chứ ai đâu khi không có thân thích gì với mình lại lăng xê cho con. Gì à? Tại vì con hát hay, còn lại có ngoại hình nữa, cho nên người ta mới kiếm con chứ bộ. Trời, dì cứ làm như con tệ lắm vậy đó. Thôi vậy đi, hay để ngày mai dì đi với con. Hả? Thôi mà con lớn rồi, dì đừng có coi con giống như con nít nữa được không? Thì dì đi thôi,
Dì ngồi đó dì không có nói gì hết. Để con nói chuyện với ổng ha. Ờ, cũng giống như mấy cô ca sĩ. Nhiều cô, dì nghe nói là có mẹ đi theo, làm quản lý luôn đó, cũng có sao đâu. Thôi mà, con đã nói là con đi một mình. Thôi mà. Thôi cho dì đi nha. Không. Cho dì đi đi mà. Không, không. Con không cho, dì không cho con đi đâu á. Thôi mà, dì người. Ủa, mẹ. Mẹ tới chơi hả? Ai chở mẹ qua đây vậy? Mẹ tự đi, mẹ đi taxi. Dạ. Thấy quà này, con có qua thăm mẹ, cho nên mẹ phải qua thăm con đó. Tại vì mấy bữa nay con đang giận anh hai, con đi qua bển, con lại sợ anh hai la con nữa. Mẹ, có cái nhà hàng mới, con nghe nói ngon lắm. Con đang tính rủ mẹ với dì với chị ba, bữa nào đi ăn chung. Thôi, hai mẹ con nói chuyện đi. Tôi có chút chuyện. Dì, dì dễ lại đây nói chuyện với mẹ với con đi. Dì, con với chị ba muốn quá giải hiểu lầm cho mẹ với dì đó dì. Gì vậy? Quá giải hả? Chuyện của mẹ với bà này á, thì để cho mẹ với bà giải quyết. Tụi con biết cái gì, không có hiểu rõ thì làm sao mà quá giải. Dạ. Nè, hồi nãy tôi nghe hình như là bà đòi đi theo cô Phương làm gì đó đúng không? Nó đi gặp ông nhạc sĩ, tôi thấy không yên tâm nên muốn đi theo thôi. Con đã nói là con đi một mình được mà. Tôi có nghe thằng Kiệt kể về chuyện của tụi nó. Con Phương nó lớn rồi, bà làm gì coi nó như con nít vậy, rồi cấm cản đủ thứ. Nó thích làm ca sĩ thì để cho nó theo đuổi. Biết bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng cũng phải có khoảng thời gian đầu thất bại, trầy trật đủ thứ chứ. Mẹ mẹ mẹ, sao mẹ nói đúng ý con quá vậy? Ai như gì đó, chị toàn la con không à. Mẹ. Mẹ nói với dì một tiếng đi mẹ. Mẹ xin dì cho con đi gặp ông nhạc sĩ đi. Dì không cho con đi, rồi cho con thi cuộc thi tài năng âm nhạc sắp tới nữa nha mẹ. Bây giờ tôi đã về đây rồi, bà không cần quá bận tâm với tụi nhỏ nữa. Con của tôi lo được, không cần đến bà. Tôi cũng không có ý giành giật gì với bà hết. Tôi chỉ mong tụi nhỏ được tốt thôi. Thôi được rồi, con muốn đi thì cứ đi, nhưng mà phải cẩn thận đó. Quấy luôn thì cái gì. Cảm ơn dì. Dì à, dì cứ yên tâm đi. Còn thông minh như vậy, con không gạt người ta thì thôi, chứ ai mà gạt được con chứ. Con đừng có tự tin quá. Con ở đây nói chuyện với mẹ đi, dì vô phòng. À thôi, ngồi xuống. Nhà của bà, tôi là người đi mới đúng. Ủa, chị ba con đâu rồi? Dạ mẹ, chị ba con đi cà phê với bạn rồi. À, không ấy hay là con chở mẹ ra quán nước nào đó, mẹ con mình nói chuyện. Rồi sẵn á, con chở mẹ qua bên nhà anh hai luôn. Dạ, vậy cũng được. Mẹ chờ con chút xíu nha, để con cho thay đồ. Bà uống nước rồi chờ nó một chút. Cảm ơn, tôi đâu có khác. Bà đó nha, bà đúng là nham hiểm. Con gái tôi mang nặng đẻ đau. Bây giờ bà làm cho nó coi tôi như một người xa lạ vậy đó. Tụi nó lớn rồi, tụi nó có suy nghĩ riêng, tôi không hề tác động gì hết á. Bà tưởng tôi tin mấy lời đó của bà hả? Nè, cứ chờ đó. Bà đừng hòng cướp con của tôi được. Con của bà thì mãi mãi vẫn là con của bà. Tôi chỉ chăm sóc tụi nó thay cho bà thôi. Tôi không có tranh giành gì với bà hết. Tôi chỉ mong bà thay đổi, toàn tâm toàn ý yêu thương tụi nó. Vậy đó hả? Đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây. Mấy lời đó chỉ gạt được tụi nhỏ với thằng Phúc thôi. Tôi thừa hiểu bà là loại gì mà. Tôi về. Phương à. Dạ. Mẹ ra ngoài cửa đợi con nha. Có gì thay đồ xong rồi ra đi với mẹ nha. Dạ. Chào bà nha. Mình ngồi đây đi mẹ. Mẹ,
Để con gọi điện thoại cho chị ba tới đây nha. Thôi con. Hả? Để chị ba đi với bạn đi. Mẹ cũng nói chuyện với chị ba nhiều lắm rồi. Hôm nay á, mẹ muốn tâm sự với con. Ba mẹ con mình còn gặp nhau nhiều mà. Hả? Dạ. Dạ, cho con gửi menu. À, em cho chị đi trà sữa đi. Dạ. Mẹ, quán này trà sữa cũng ngon lắm đó. Hay là mẹ uống trà sữa luôn nha. À, cũng được. À. Dạ. Nè, hình như con thích đồ ngọt lắm đúng không? Phải đó mẹ. Hồi nhỏ tới lớn á, con lúc nào cũng thích đồ ngọt hết á. Bởi vậy cho nên hồi nhỏ con mới bị béo phì đó. Lớn lên hả, con biết giữ dáng rồi. Lâu lâu con mới dám ăn ngọt thôi. Vậy đó hả? Dạ. Vậy thì động lực nào để cho con giảm cân hả? À, hay là con thích ai đúng không? Hả? Con có bạn trai chưa? Không có. Thật sự á, mẹ muốn biết nhiều chuyện về con lắm. Dạ, con chưa có bạn trai đâu mẹ. Còn cái vụ giảm cân á hả? Hồi nhỏ, vì con nghe bác sĩ nói là con bị béo phì, nên vì bác con phải ăn kiêng, bác con tập thể dục đủ thứ hết. Con mà lén ăn á, là vì nhéo lỗ tai con, bắt phạt quỳ nữa. Vì nói vậy nè mẹ, quỳ xuống cho gì? Có nghe không? Quỳ xuống cho gì? Trời, lúc đó con sợ lắm luôn á mẹ. Hồi đó người ta thấy dì cứ phạt con, nhéo lỗ tai con, cái người ta đi đồn tùm lum hết. Người ta nói là dì ghẻ, độc ác, nào là bánh đúc có xương gì đó. Hồi đó con đâu có biết gì đâu, con cứ nghĩ là con giống như là cô Tấm bị dì ghẻ ăn hiếp vậy đó. Nhưng mà con lớn lên á hả, con mới hiểu được tấm lòng của dì, cũng nhờ dì hết á. Chứ không thôi bây giờ con trở thành Phương béo phì rồi. Vậy đó ha con. Mẹ, hồi nãy á, con cảm ơn mẹ nhiều lắm nha. Cũng may nhờ có mẹ nói giùm á, dì mới cho con đi đó. Mẹ là mẹ của con mà, mẹ lúc nào cũng mong điều tốt nhất cho con. Con đừng có cảm ơn khách sáo với mẹ như vậy. Con làm như là dì Diệu mới là mẹ của con, còn mẹ, mẹ như là người ngoài nó giúp cho con vậy đó hả? Dạ, con xin lỗi mẹ. Tại nhất thời con quên thôi. Mẹ là mẹ ruột của con mà, con thương mẹ lắm. Mai mốt con không có nói vậy nữa, mẹ đừng có buồn con nha. Không sao, mẹ không có buồn đâu. À nè con. Dạ. Cái ông nhạc sĩ đó, ông hứa lăng xê con thiệt hả? Dạ đúng rồi đó mẹ. Mẹ, ông là nhạc sĩ Gia Khang, ông nổi tiếng lắm luôn á. Vậy hả? Hồi nãy á, ông hẹn con, ông nói á, ngày mai gặp nhau đi, rồi bàn công việc cụ thể đó mẹ. Nhưng mà ông hẹn gặp ở đâu? Nếu như mà hẹn gặp ở nhà riêng là con đừng có nhận lời nha. Mẹ này, mẹ là giống gì nữa rồi đó. Không có đâu, cái ông nhạc sĩ này ông đàng hoàng lắm. Ông hẹn con ở quán cà phê. Không có gì đâu mà, mẹ đừng có lo. Nhưng mà địa chỉ ở đâu? Hay là con cho mẹ biết, rủi có chuyện gì mẹ còn có thông tin, mẹ đi tìm con chứ. Trời ơi, mẹ thiệt tình à, y chang gì luôn. Anh biết rồi, nhưng mà giờ anh có việc rồi, thôi nên anh ghé qua nha. À, dạ. Bye bye. Em chào phó tổng ạ. Nè. Dạ. Em ăn sáng chưa? Dạ em ăn rồi ạ. Bữa nay nhìn dễ thương quá vậy. Hello em. Để anh tự giới thiệu cho nha. Anh là Hải, phó tổng giám đốc. Còn em? Dạ. Em tên gì vậy? Phỏng vấn có bộ phận nào? Dạ em tên Thư, em ứng tuyển vị trí trợ lý phó tổng giám đốc. Ồ, vậy hả? Anh là phó tổng giám đốc hả? Thì đúng rồi. Nhưng mà tuyển trợ lý lần này là của thằng cháu anh tuyển, chứ không phải anh. Dạ. Nhưng mà em yên tâm đi, nhìn em á là anh biết em có năng lực rồi. Nè, nếu mà em bị đánh rớt, anh sẽ nhận em về chỗ của anh. Dạ, em cảm ơn anh. Em đừng có khách sáo mà.
Bên phó tổng Hải đã đủ người, không có nhu cầu tuyển thêm nhân sự đâu. Em nên cố gắng cho lần tuyển dụng lần này nha. Dạ chị. Chỗ đang nói chuyện, xen vô làm gì? Bây giờ đang trong giờ làm việc, phó tổng đã đi trễ một tiếng rồi. Mời phó tổng ra xe để đi gặp đối tác, để mình bàn công việc kéo trễ. Trễ có một tiếng thôi làm gì dữ à? Hở chút khói, hở chút khói à. Nhìn cái mặt là phát ghét. Nhìn cái mặt này thấy thương. Bye em nhé. Hy vọng mình sẽ còn gặp lại. Dạ. Thấy thương hết sức. Chào em. Dạ, chào phó tổng. Cũng vui đã bắt đầu ăn đây. Em cho cô Trần Vĩnh Thư lên đi. Dạ dạ. Chị ơi, mời chị lên phỏng vấn ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Chào anh. Chào bà cô. Đúng là trái đất tròn thiệt ha. Bây giờ mình nên bắt đầu từ đâu đi? Hay là mình ôn lại một chút kỷ niệm cũ nha? Tôi nghĩ chắc là không cần buổi phỏng vấn này đâu ha. Khoan đã. Tôi có xem qua kinh nghiệm làm việc của cô rồi. So với công việc trước đây, đây có lẽ là vị trí mà cô mơ ước. Tôi cũng không phải là người hẹp hòi. Hay là giờ vậy đi, cô làm cho tôi vui đi. Rồi tôi sẽ bỏ qua, coi như là mình chưa từng có chuyện gì xảy ra, ok? Tôi không ngờ Thuận phát ra một tập đoàn lớn như vậy, mà các sếp toàn là người thiếu tự trọng. Trong đầu cô đang nghĩ chuyện gì mà cho là tôi thiếu tự trọng vậy? Tôi chỉ muốn là cô lau dài cho tôi thôi. Cái gì? Giày của tôi đang dơ, khó chịu từ sáng tới giờ rồi. Chẳng phải hôm trước cô cũng đã từng cúi xuống lượm tiền đâu còn gì. Mau đi, tôi đổi ý bây giờ. Hay là muốn thêm tiền nữa? Đây, đây là số tiền lần trước. 6 tờ 500, 6 tờ 50, 2 tờ 100. Tôi đã lượm đầy đủ. Tôi đã định một tháng tôi không gặp lại anh, tôi sẽ quyên góp từ thiện. Tự mà tìm niềm vui với đóng tiền của anh đi. Tôi bệnh hoạn. Trong bản kế hoạch này, em có phân tích tiềm năng của thị trường châu Á, cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đúng là thị trường mới này cũng rất là tiềm năng. Từ trước tới nay chúng ta chỉ tập trung vào thị trường Âu Mỹ, nhưng còn nhiều khía cạnh phải xem xét lại. Tôi sẽ suy nghĩ thêm.
Dạ. À, thôi, cậu trở ra làm việc đi. Dạ, tôi xin phép. Ừ. À, bà nghe, có chuyện gì vậy con? Ba, tuần sau con sẽ về nước luôn. À, con đang học sao tự nhiên con lại đòi về hả? Con không có thích học nữa, ở bên này chán phèo à. Cái ngành này á, lúc đầu con cứ tưởng là hay ho, bây giờ vô học á, con thấy không có gì hết trơn á. Con cứ học rồi bỏ học như vậy thì biết bao giờ con mới có được cái bằng chứ. Mà bà quê quá à. Bây giờ nhiều người á, đâu có cần bằng cấp, vẫn thành công đó thôi. Vậy nha ba. À, ba, thẻ của con hết tiền rồi. Ba chuyển tiền thêm cho con nha. Vậy nha, bye bye ba. Ờ con, khoan đã. Tú. Ủa, Nhi, sao vậy? Máy hình nó bị kẹt giấy rồi, giấy nó không chịu ra. Bây giờ chắc là bên IT về hết rồi. Em đang cần gấp hả? Đến coi cho. Em còn xuống anh lại thử đi. Dạ. Đi nè. Em cảm ơn anh nha. Giỏi quá vậy. Không có gì đâu. Hồi còn học đại học ở Việt Nam á, anh có thời gian làm thêm ở tiệm photocopy. Cho nên mấy vụ này anh rành lắm. Mai mốt có gì cần á, cứ kêu anh sửa cho. Dạ. À, em chuẩn bị về chưa? Em bên xong cái sắp hồ sơ này rồi em mới về. Hôm nay em có hẹn gì không? Hay anh mời em đi ăn nha. Từ hồi vô làm tới giờ chưa có dịp mời em đi ăn. Để cảm ơn em hỗ trợ anh cái vụ hồ sơ. Vậy anh đợi chút xíu, khi nào in xong thì mình đi ha. Nhưng mà mình đi quán nào vậy? Anh cũng không biết nữa. Tại anh mới về nước nên không có rành quán xá nào ngon. Em có gợi ý gì không? Hay là để em làm hướng dẫn viên cho anh nha. Được. Đây nè. Mai mốt gặp sự cố. Đây. Dạ. Em nhớ chưa chỗ này? Nhớ chưa? À con Nhi. Dạ. Hồ sơ chuẩn bị xong chưa? À dạ, sắp xong rồi giám đốc. Tại vì máy in nãy giờ nó bị kẹt giấy á, cũng may nhờ có anh Kiệt sửa giùm con. Chào giám đốc. Giám đốc chưa về hả? Tôi còn chút công việc. Hai người có vẻ hợp nhau quá. Dạ, tụi em định đi ăn tối nè. Hay là giám đốc đi cùng với tụi em cho vui? Con gửi giám đốc. Thôi, chỗ những người trẻ với nhau, tôi đi theo chẳng phải khiến hai người không được tự nhiên sao? Đi cho vui vẻ nghe. Dạ. Dạ. Em chờ anh chút, anh vô phòng lấy đồ rồi ra đi nha. Dạ. Ủa chị, nay Phượng nó đi đâu mà chiều giờ không thấy nó ra phụ vậy? Nó xin nghỉ nửa buổi để đi gặp bạn rồi. Vậy hả? À, chị Tiết tới. À, chị Tiết tới kìa chị. Bà tới đây làm gì? Thằng Kiệt nó nhờ tôi tới đây, nói bà đưa số tài khoản xong rồi nó chuyển tiền trả cho bà. Sao nó không gọi trực tiếp cho tôi mà phải kêu bà tới? Trời, bà không biết gì hả? Nó đâu có thích nói chuyện với bà nữa đâu. Được rồi, tôi sẽ gọi điện nói với nó sao. Ủa, con Phương nó đi gặp ông nhạc sĩ Gia Khang gì đó rồi hả? Ừ. Gì? Ông nhạc sĩ Gia Khang hả? Con Phương đi hẹn gặp ổng hả chị? Ừ, nó hẹn gặp để nói chuyện coi làm sao. Trời trời, chị khó tánh như vậy mà chị để con Phương nó đi. Chị có biết là ông nhạc sĩ đó ghê lắm không? Ông chuyên gạt con gái người ta đó. Sao em biết? Hay,
con lận em ngồi nghe cái bài hát đang hot của ổng. Cái bà Rosa lụ tới ăn phở nè, bà tám với em chứ ai. Bà nói ông nhạc sĩ này á chuyên môn dụ những đứa con gái nhẹ dạ, hứa lăng xê này nọ, rồi hại đời người ta. Mà có lăng gì đâu. Đúng rồi, chắc là ổng tính dụ con Phương đây nè. Con Phương nó đẹp mà, chứ nó hát dở ẹt hà. Nó đi thi nó rớt hoài đó. Trời ơi, bà Lựu bà nói như vậy chắc là thiệt rồi. Bà là người trong giới đó mà. Chết rồi, như vậy là con tôi nguy hiểm rồi. Bây giờ làm sao bây giờ? Thôi để tôi gọi điện. Con đã đang ở quán cà phê nào? Không, khỏi. Tối hôm qua nó có nói với tôi là nó hẹn ông nhạc sĩ gì đó. Gia Khang, phải không? Là ở quán cà phê ấn tượng gì đó. Cà phê ấn tượng? Em biết cái quán đó. Thôi được, mình tới liền đi chị. Hẹn gì mà hẹn hò ban đêm vậy? Có khi nào để ông dở trò với nó không? Mình đi liền đi chị. Đúng rồi. Lệ ơi Lệ. Dạ. Coi quán cho chị nghe chưa? Đi chị. Dạ. Cái này chú cũng nói thẳng luôn, giọng của cháu yếu mỏng, cần phải rèn luyện thêm rất nhiều. Dạ chú, cháu cũng biết, để cháu sẽ tìm cách để khắc phục. Hiện tại chú đang có ý định thành lập một nhóm nhạc nữ. Dạ. Ngoại hình của cháu thì rất phù hợp với tiêu chí của nhóm. Còn về giọng hát thì khi hát chung cháu mới không bị lộ khuyết điểm. Nếu như cháu đồng ý, mình tiến hành ký hợp đồng. Công ty của chú sẽ trực tiếp quản lý cháu cùng các thành viên của nhóm nhạc. Dạ, cháu đồng ý. Vậy chú sẽ trao đổi với cháu về các điều khoản của hai bên. Dạ, được. Nè, cháu coi đi. Dạ. Cháu thấy các điều khoản ra sao? Dạ được, cháu đồng ý. Chú, ký hợp đồng xong, mong là chú sẽ giúp đỡ cho cháu. Ok, mai cháu hãy tới công ty mình ký hợp đồng. Dạ. Chị, nó kìa. Phương. Gì? Sao gì tới đây? Còn gì thấm nữa? Còn đi về liền cho gì? Không ký hợp đồng gì hết. Dì làm cái gì kỳ cục vậy? Chủ con đang nói chuyện với người ta mà. Đi về. Từ nay ông đừng có kiếm con Phương nữa. Nó không có hát hò gì nữa hết. Dì, con lớn rồi mà. Dì làm ơn cho con tự quyết định đi. Đừng có coi con như là con nít vậy. Có chuyện gì vậy? Dạ, đây là con gái của tôi. Tôi không đồng ý cho nó làm việc với ông. Ông đừng có dụ dỗ nó. Bà nói gì vậy? Tôi đang hợp tác đàng hoàng với Phương mà. Ông đừng có xạo. Nó hát đâu có hay đâu mà ông lăng xê. Ông tính gạt nó thì có. Mấy người đủ rồi nha. Còn ăn nói bậy bạ, tôi kiện mấy người đó. Dạ chú, cháu xin lỗi. Chú đừng có giận nha, để cháu nói gì cháu về. Chị đi về. Mau lên, con đã nói là con không về mà. Chị làm ơn đi. Chị ạ, chị đi về đi. Ngày mai cô không cần phải tới ký hợp đồng nữa. Chuyện hợp tác kết thúc ngày hôm nay. Chú ơi, chú đừng có đi chú ơi. Chú ơi, con xin lỗi mà chú. Còn có lời gì nói không? Đi về. Chị vừa lòng chứ? Người ta bỏ đây rồi kia kìa. Chị có biết đây là cơ hội hiếm có của con hay không? Không bao giờ có cơ hội lần thứ hai nữa. Chị phá hết của con rồi đó. Chị vừa làm gì chứ? Còn có biết ổng là người ra sao không? Con không tìm hiểu kỹ mà cứ tối ngày nghe những lời ngon ngọt lăng xê này nọ. Chị không biết gì hết đó. Người ta là nhạc sĩ nổi tiếng đứng đắn đàng hoàng. Người ta có làm gì con đâu mà chị nói không đàng hoàng. Bây giờ chị nhìn đâu chị cũng nói là người xấu hết đó. Còn con, chị nói con là đứa ngu ngốc chứ gì, dễ bị lừa gạt lắm chứ gì. Kể từ bây giờ chuyện của con chị đừng có xen vô nữa. Phương. Phương.
chuyện gì vậy con? Không lẽ bà Diệu mới tới trước mẹ rồi hả? Mẹ coi đó, vì con á làm cho nhạc sĩ ông vợ con bỏ về rồi, bây giờ người ta không có thèm ký hợp đồng gì với con nữa hết á. Trời ơi, thiệt tình à. Mẹ nghe bà nói là mẹ sẽ tới đây, mẹ ngăn cản mà không có được. Trời ơi, bởi vì mẹ chạy theo bà mà không có kịp. Thiệt là cái bà hàm hồ, lúc nào cũng cho là mình đúng không à. Thiệt tình. Mẹ. Hả? Kể từ bây giờ con sẽ sống tự lập, con nhất định là không để cho gì xen vô cuộc sống của con nữa đâu. Hay là gì, hay con qua ở với mẹ đi, chứ con ở với bà cứ như vậy biết chừng nào con mới thực hiện được ước mơ và đam mê của mình. Dạ mẹ. Ngày mai con sẽ đi về nhà bệnh, con dọn hết đồ con qua ở với mẹ luôn. Ừ, vậy đi, bây giờ mình về ha. Mình đi về đi mẹ. Ừ, đi con. Tưởng đâu bệnh luôn, không chịu qua đây chứ. Thôi con, em nó đang buồn đó. Có chuyện gì vậy mẹ? Con Phương, nó đi gặp nhạc sĩ để ký hợp đồng. Bà Diệu, ba đa nghi này nọ, tới làm ầm lên vậy đó. Người ta giận quá, người ta đâu có hợp tác với nó nữa đâu. Đó, Binh bảo cho giữ đi. Con, hay là con dọn qua đây, ở với mẹ với anh hai luôn nha. Đã bị như vậy, còn chưa sáng mắt nữa hả? Ở bệnh hoài chú bà kìm kẹp cả đời luôn sao? Qua đây đi, tiền bạc hàng tháng anh hai lo cho, không cần ra quán phở nữa. Con, anh hai nói đúng đó con. Mẹ thấy con cứ đi thi hoài như vậy không phải là cách đâu. Mình phải tìm người giúp đỡ, chứ chờ thi đậu thì tới bao giờ mới nổi tiếng hả con? Mà bà cứ đa nghi này nọ, mai mốt thế nào cũng có chuyện nữa cho coi. Sao? Dạ mẹ, ngày mai con sẽ đi qua bển, con dọn đồ đi luôn. Ừ, đúng rồi đó. Bây giờ con lên tắm rửa đi, lấy đỡ đồ của mẹ mặc vô ha. Đi đi con. Dạ, thưa mẹ con lên lầu. Ừ. Nè con, hồi nãy mẹ có gặp bà Diệu. Mẹ kêu bà đưa số tài khoản để con chuyển tiền trả cho nó dễ, mà bà không có chịu. Bà nói là để gặp con nữa đó, dám là tìm cơ hội để mà ngon ngọt giải thích này nọ nữa chứ gì. Hoặc là làm bộ không chịu nhận, để con phải mang ơn của bà suốt đời. Hay là vậy đi, con cứ đi rút tiền mặt đi, rồi tối mai mẹ kêu con Thư qua đây ăn cơm, rồi đưa cho nó mang về cho bà luôn. Con khỏi phải gặp bà, con thấy sao? Dạ, con thấy mẹ tính vậy cũng được đó. Ừ. Thôi, mẹ lên lầu với em nha. Dạ. Gì? Gì về rồi hả gì? Con nấu cơm xong rồi nè. Thư à, con Phương nó có về đây không con? Dạ chưa nữa. Nó đi gặp ông nhạc sĩ, không biết sao rồi. Con sợ nó đang nói chuyện nên con cũng chưa gọi điện hỏi nó nữa. Vậy là chắc nó về bên mẹ con rồi. Sao nó lại về bên mẹ con? Tại vì la nó, cái vụ ông nhạc sĩ lừa gạt kia. Con gọi điện cho nó, hỏi con nó có ở bên nhà mẹ con không.
hay nó lại đi lung tung nữa. Dạ. Dì vô thay đồ chút đi. Em nghe nè chị ba. Em đang ở bên nhà mẹ hay đang ở đâu vậy? Em đang ở bên nhà mẹ nè. Chị ba à, tối hôm nay em sẽ không về nhà đâu. Còn nữa, ngày mai hả? Em sẽ về nhà mình. Em chọn hết đồ em qua đây ở với mẹ luôn. Sao tự nhiên em lại đòi về bên mẹ ở? Dì lo cho em thôi. Biết đâu cái ông nhạc sĩ đó, ông là người xấu thiệt thì sao? Người ta đàng hoàng thấy mồ luôn. Người ta có làm gì em đâu mà xấu. Em đã hỏi kỹ rồi. Có một chị học chung khóa thanh nhạc với em nè. Chị đó nói với em rồi. Ông đó là người rất tốt. Em đã hỏi kỹ càng rồi. Em mới đi gặp người ta. Chứ đâu phải là em dễ bị người ta dụ như vậy đâu. Vậy là chắc có hiểu lầm gì. Để chị hỏi là gì thử coi. Hỏi gì thử chứ. Gì đó. Từ hồi đó tới bây giờ, dì lúc nào cũng coi em giống như là con nít vậy. Dì không có tin em. Bây giờ em còn trẻ, em mà không tranh thủ cơ hội á, lỡ mai mốt em lớn tuổi thì làm sao mà em nổi tiếng được chứ. Khó lắm. Thôi đi, chị ba không cần phải khuyên em nữa đâu. Ngày mai em sẽ đi về dọn đồ. Vậy thôi em cứ ở bên mẹ đi. Coi gì ngày mai em về mình nói chuyện tiếp. Dạ, em cúp máy đây.